Quý vị vừa theo dõi những giải pháp cấp thiết để phát triển cây vụ đông năm nay. Còn về thời tiết thì bà con cũng cần hết sức lưu ý, bởi ngoài mưa bão đầu mùa vụ đông thì thời tiết mùa đông năm nay cũng sẽ hơi bất thường. Và thưa quý vị, cụ thể là theo dự báo thì nền nhiệt độ trong các tháng chính mùa đông, tức là tháng 12 năm 2018 và các tháng 1, tháng 2 năm 2019 ở phía Bắc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 cho đến 1 độ C. Như vậy nhiều khả năng phía Bắc sẽ có mùa đông ấm hơn. Vậy tình hình thời tiết như thế này có ảnh hưởng gì đến việc sản xuất cây vụ đông hay không? Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của biên tập viên Ngọc Trâm với chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Thành để hiểu rõ hơn. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho VTC16 ạ. Thưa chuyên gia, chúng ta đã phải sản xuất vụ đông năm 2017 trong điều kiện thời tiết hết sức là phức tạp, khi mà chịu ảnh hưởng bởi hai trận mưa lớn do bão và áp thấp nhiệt đới làm cho nhiều diện tích cây vụ đông đã bị ngập. Chúng ta phải khắc phục bằng cách là gieo đi gieo lại rất là nhiều lần, làm tăng chi phí sản xuất. Và những ngày tháng 9, tháng 10 của năm 2018 này thì chúng ta cũng đang ở trong tình trạng tương tự, khi mà cũng gặp phải rất là nhiều đợt mưa liên tiếp. Vậy trong vụ đông năm 2018 này thì nông dân cần phải lưu ý những gì trong việc lựa chọn cây trồng để không phải chịu thiệt hại nhiều như năm vừa rồi ạ? Với cái cây vụ đông thì nếu mà trong cái điều kiện cũng như năm 2017 là sẽ còn những cái đợt bão muộn, rồi thì thời tiết còn mưa nhiều chẳng hạn, thì với các cái cây vụ đông bà con nên lưu ý, ví dụ như là chọn những cái cây có thời gian sinh trưởng ngắn và có khả năng là có thể chịu được những cái điều kiện có thể úng ngập trong một cái thời gian ngắn. Ví dụ như là cái cây rau ăn lá hoặc là cái cây đậu mà ăn quả, thì đấy là những cái cây mà rất thích hợp cho cái thời tiết khí hậu của vụ đông. Ngoài ra ví dụ như là cái cây ngô đông chẳng hạn, thì nên làm cái ngô bầu để khi mà có cái điều kiện mà gặp cái điều kiện bất thuận về thời tiết thì cái cây nó đã có phát triển được một cái giai đoạn nhất định rồi, thì cái khả năng chống chịu của nó với điều kiện bất thuận về thời tiết nó sẽ tốt hơn là chúng ta gieo thẳng hạt xuống dưới thì nó dễ bị là nó gặp những cái điều kiện bất thuận, nó dễ thối thôi. Tuy nhiên khi mà vào chính vụ đông, tức là từ tháng 12 năm nay cho đến tháng 2 năm sau, thì thời tiết lại được dự báo là sẽ có nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, tức là chúng ta sẽ có một mùa đông ấm đấy ạ. Vậy điều này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc sản xuất các cây vụ đông? Chúng ta cần phải có cơ cấu như thế nào trong việc lựa chọn cây ưa ấm và cây ưa lạnh để có thể giảm thiểu được những thiệt hại cũng như là tăng năng suất cho cây trồng ạ? Trong mùa đông ấm thì nó sẽ rất là có những cái bất lợi cho sản xuất cây vụ đông. Thì nếu trong điều kiện thời tiết mà được dự báo rằng là sẽ là mùa đông ấm trong năm nay thì bà con nên thiên về cái nhóm chịu được cái điều kiện nhiệt độ cao thuộc nhóm ưa ấm, còn giảm bớt cái tỷ trọng trong cái cơ cấu cây trồng của cái nhóm mà là chịu nhiệt độ thấp. Đấy thì nó sẽ là một cái động tác mà nó thích ứng với cái điều kiện của từng năm từng vụ, thì đấy cái mà chuyển đổi và cái nhạy bén để thích ứng với cái điều kiện như vậy thì sẽ mang lại cái hiệu quả chúng ta cao hơn, và nó không phải là trồng đi trồng lại, nó làm cho chi phí tăng lên và hiệu quả nó sẽ thấp đi. Vâng, với mùa đông ấm như dự báo thì đây liệu có phải là một điều kiện thuận lợi để cho các loại sâu hại hay là dịch bệnh nào phát sinh trên cây vụ đông hay không? Và khi đó thì nông dân cần phải lưu ý những gì ạ? Với cái điều kiện mà một cái vụ đông ấm thì dự báo là các cái đối tượng, ví dụ như các cái côn trùng chích hút loại nhỏ như là bọ trĩ, bọ phấn, bọ dẹp, bọ dày thì có thể truyền cái bệnh virus cho cây. Nhưng bà con lưu ý cho là không ngại những cái đối tượng đấy, mặc dù trong điều kiện mùa đông ấm, nhưng mà nếu chúng ta có kế hoạch đối phó ngay từ trước thì bà con tăng cường sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học chế từ cái tỏi, ớt rồi rượu, thì những cái đấy thì dùng để trừ các cái côn trùng chích hút loại nhỏ đấy lại rất là có hiệu quả, và nó rất có lợi cho cái sản xuất cây vụ đông, rất có lợi cho cái việc mà tạo ra cái sản phẩm sạch để cho người sử dụng được an toàn. Thứ hai nữa là có thể những cái đối tượng khác, ví dụ như các cái con sâu như là sâu khoang, nếu mà ẩm thì nó cũng sẽ phát triển mạnh. Nhưng bà con lưu ý là chúng ta có thể trồng sen với những cái cây như là cái cây hoa hướng dương, thì đấy là những cái cây mà nó thu hút những cái con sâu vụ đông ấy vào đẻ trứng ở chỗ đó, thì bà con tiêu diệt nó rất là dễ dàng mà không phải dùng thuốc hóa học cho cái cây rau vụ đông. Vâng, và cho đến cuối vụ đông, tức là khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2019 thì sẽ có một vài đợt rét đậm, rét hại được xảy ra, và mỗi một đợt thì kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày. Vậy lúc này nông dân cần phải lưu ý những gì ạ? Nếu mà có xuất hiện những cái đợt rét đậm, rét hại, nếu mà dự báo mà xuống thấp khoảng độ dưới 15 độ, chúng ta nên dùng cái lưới đen để chúng ta che ở phía trên để cho nó đỡ. Thứ hai nữa, buổi sáng ra nếu có xuất hiện sương muối, chúng ta cần rửa cho các cái cây vụ đông về sáng sớm để tránh cái hiện tượng bị hại do cái sương muối. Một cái thứ ba nữa là quan trọng nhất là cái giai đoạn mà nhiệt độ thấp là tuyệt đối bà con không được bón phân đạm, mà chỉ được bón phân lân và kali để tăng cái chống rét cho cây. Thì đấy là những cái biện pháp bà con cần lưu ý trong cái điều kiện nhiệt độ thấp với cây vụ đông. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia.